Hi, xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ nhá. Em Phương lên sóng giới thiệu giao lưu với mọi người một cốc trắc đỏ đen các bạn, vân cực đẹp luôn các bạn này. Cục đây 12 kg này, 12 kg. Đây mặt sau. Mặt sau này. Đấy. Từ đây qua đây là 30. Từ đây qua đây là 23. Từ đây qua đây là 28. Đấy. Còn cái chỗ này là 10. Chiều cao là được cái nhánh này. Nhánh đây các bạn. Chiều cao của cái nhánh này 84 này. Cái nhánh cong này. Đây có cây đèn ngủ đẹp quá nhỉ. Còn chiều cao của cái nhánh này ngắn này. Chiều cao của nhánh ngắn này được 55 này các bạn. Ngang sâu phần chỗ này được 14 này. Mé đây là cái rễ này được 13 này, 12 này. Thì nó bị khuyết một cái chỗ này các bạn. Nó từ đây đấy, nó khuyết xuống đến cái điểm này. Em kiểm tra kính này, đến đúng cái điểm này. Đấy. Còn lại ở dưới đây là ok này. Trên đây là ok này. Rộng trên đây là được 8 phân rưỡi này. Còn chiều dày, dày đây các bạn này, từ mép đây 21 phân, 9 phân. Còn trên đây thì chỉ được có 6 phân, 4 phân rưỡi vậy thôi. Cái đầu nhỏ này. Đấy, còn chỗ đây. Chỗ đây được 13 này. Chỗ này được 13 này. Chỗ đây được 11 này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, dáng rất là đẹp. Vâng, nếu quý chị khách hàng nào thiện chí liên hệ em Thương số điện thoại là 0338918991 nhé. Rất là đẹp. Cho bác xem cái đế này. Cái đế này nó chỉ có bị nứt thôi các bác nhé. Đây, nó nứt. Nứt vào đi, để nó nứt đi. Đấy, nứt. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhé.